Những ngày vừa qua thì trên mạng xã hội Facebook đã xôn xao hình ảnh nữ thần tự do phiên bản đột biến được đặt tại một khu du lịch tự mở cửa của người dân ở thị xã Sapa của tỉnh Lào Cai. Và ngay sau khi những hình ảnh này được đăng tải lên trên mạng xã hội thì đã có rất là nhiều những ý kiến trái chiều xung quanh vụ việc này. Nhiều người thì cho rằng bức tượng này nhìn rất hài hước, nhưng mà cũng có một số thì lại nêu lên quan điểm đây là một sự sao chép thiếu thẩm mỹ. Quý vị thử nhìn xem là cảm giác của quý vị lúc này đang như thế nào ạ? Qua kiểm tra xác định ban đầu của chính quyền nơi đây thì khu vực người dân xây dựng bức tượng nữ thần tự do phiên bản đột biến là ở tổ 4, phường Phan Xipang, thị xã Sapa. Và tại đây là khu vực đất có sổ đỏ, người dân tiến hành xây dựng khu du lịch. Bức tượng trên được đặt trong khu vực check-in có tên là An Sapa, thuộc sở hữu của một người dân địa phương. Khu này có diện tích rộng khoảng 2 hecta. Bức tượng nữ thần tự do có chiều cao khoảng 30 mét, được làm từ thạch cao xi măng, bên trong có kết cấu khung thép. Qua đánh giá của đoàn kiểm tra cho thấy thì là do người thợ thiết kế chưa được lành nghề, cho nên tỷ lệ của khuôn mặt của bức tượng này đã bị biến dạng và mất thẩm mỹ. Hiện thì người chủ đã cho thợ thiết kế sửa lại khuôn mặt của bức tượng này.